Xe qua lên gần thành hình nè các bạn. Chiến thần mùa đông liền. Xe này ốc titan full nhiều lắm các bạn. Tháo này dài. Ây da. Sắm hâm lực này là cậu ăn ý lắm nha. Nổ máy nghe chơi các bạn. Vô mấy bạn, đề mấy bạn. Đã tháo xong xe đó rồi, gom kéo qua bỏ luôn nha Tích. Ngay chỗ xe MV á, có cái thùng trắng không á, đựng đồ của xe này. Rồi kéo qua bỏ luôn, cho nó gọn luôn. Để đây sớm được, ok. Ủa, hôm qua chị em kêu ship cái về kia ráp vô này được hả Vinh? Được. Uy tín luôn không? Là uy tín luôn cái gì? Lên lép nè. Lên lép đó. Đậu không uy tín là chết luôn á. Video ngày hôm nay mình sẽ làm về ba con thân công báo các bạn. Con này là con của anh Tâm. Thì các bạn chắc cũng biết rồi. Sắc tép thâm Tâm Vi Phú Thạnh. Quá đẹp. Hiện tại là cái con này là mình quăng đi, mình anod lại cái chân rồi. Anod lại cái lồng dĩa màu đen, ảnh không thích màu trắng. Anod màu đen rồi làm là một cái bát để bắt cái gã ba ở đây. Xe zin ảnh hồi xưa là nó sẽ bấm dây dầu theo thế zin. Nhà giờ ảnh không thích zin nữa. Ảnh thích bấm móc câu GB. Ảnh màu mè quá lá hẹ lắm. Cái này phải bấm ảnh mới được. Hôm nay mình sẽ bấm lại cái dàn dây dầu cho con CB1000 của anh Tâm. Còn cái con bên đây là cũng bấm lại dàn dây dầu luôn. Hồi xưa lúc mà đang đi cái chân phục zin á, thì cái con heo nó không có bị sại. Con heo nó nằm hơi cao lên tí xíu. Giờ đi cái chân phục đồ chơi rồi, nên là con heo nó sệ xuống. Và cái dây dầu này nó sẽ hơi bị thiếu. Giờ mình sẽ khi mà ráp vô xong mình sẽ bấm lại dầu này cho nó dư ra tí xíu nữa thì nó mới vô khớp được. Để tí nữa mình dán lại cái tem đây coi, kim đầu dán lại cái tem vô cái chữ FRG đó, nhìn nó mới ra dáng phục ray chứ giờ là chưa. Ồ nè, em có tháo cái con tán bên đây không? Đâu tháo con tán hả? Vậy là nó chưa làm tán rồi. Mấy này mình làm nhiều đó các bạn, nên là khỏi lo. Rụt da đi mấy cha. Đây. Vô là vô. Một cặp chữ này là một cái bịch ni lông. Mấy anh em về mấy anh em có thể tự biến tấu được không? Cái màu mà giống nhất là cái màu trắng phản quang, là nó sẽ giống với lại cái màu FRG nhất các bạn. Hai ông này để hoàn thiện xong xuôi hết, mình quay cho anh em cái clip cặp bài trùng CB1000. Chắc hai con này chắc là cũng nằm trong top 10 là không xanh rồi. Con này đúng ra của cô em Tuấn Chiến Nguyễn. Hồi xưa cô em mua con CBR650, dự định vô là dọn kinh phí lên quanh đâu đó khoảng tầm 40 cành thôi. Sàn qua sàn lại không biết làm sao mà nó lên thành 150 mấy cành. Rồi mới đi được có khoảng tầm đâu đó 3 tháng thôi là bán. Bán rồi mua lại con CB1000 neo. Mới đầu là dự định là chỉ có lên cái cổ titan với lại cái bô AK thôi, rồi để đi làm vòng khách sạn ngân hàng đồ cho nó bảnh với ta thôi. Rồi không biết sao mà vòng ra 4 tháng nay là nó ra thành 300 mấy chục chai luôn. Cuộc đời cũng nhiều cái mình khó hiểu.
Chết rồi, hư rồi. Hư rồi fan ơi. FGR. Chữ G của tôi. Bé ơi, nó dính ghê quá. Dính quá dữ rồi. Lời biệt ly mình cũng chắc chắn không thể nào. Bê lối vô. Lâm gạo. Rồi lùm gạo ra coi. Đó. Nhìn như xe đua liền. Hư hình chữ rồi. Hai con này để thành hình xong xuôi hết luôn rồi mình quay cho anh em một cặp song sát. Xe an tâm chắc hết cái để lên rồi. Giờ chỉ chờ anh mua hoặc lay chơi thôi. Chứ mà không gì để lên. Xe ảnh gần như là chụp cuối rồi. Ai? Anh tao hả? Rim Trung Quốc. Rim này rim Trung Quốc. Đây. Xong xe của Idol chiến mập rồi các bạn. Giờ mình chuẩn bị mình qua mình chuyển tới xe của Super Tâm. Rồi tới con MV nữa. Là hết phép. Cái set đợt này lên cho anh Ba Hưng là cũng hơi bị dữ à. Cái này là cái cái này là cái chẳng ba trên của con MV F4 à, đang mình đang quét laser theo cái form zin là không cần phải có xe canh nha anh em. Chỉ cần lấy một cái chẳng ba zin quăng ra quét laser. Thì mấy bạn muốn lẹ thì bắt buộc phải quét laser. Thì quét laser thì chi phí nó sẽ mắc hơn tí xíu. Đường này là thả vô lúc and lay luôn. Nhúng cái đầu lại tí xíu nữa cái là thả vô. Lên này xíu. Ngay ba mặt cái là ịnh vô. Mày đứng cái xe vô đẩy nhẹ xíu nó mới vô nổi. U là trời. Xuất sắc. Còn mấy cái set Elaborate cùm côn cùm thắng này thì mấy anh em thấy Ducati chơi khá nhiều. Nhưng mà MV thực tế ở Việt Nam thì mấy bạn thấy rất là ít.
rất là ít đi cái style Gatsby giống vậy anh em. Hình như là chiếc MV này là chiếc đầu tiên mà mình thấy gắn cặp cùm. Cặp cùm nó không mắc, nó rẻ các bạn. Cặp cùm lên quanh nó khoảng tầm 30 triệu hơn tí xíu thôi. Nó cũng không mắc, nhưng mà do Gatsby là những cái thương hiệu Ý người ta không có chuộng á. Đa phần là người ta, nếu mà những cái con xe nâng cấp giống vậy, người ta sẽ đi những cái cùm giống như Rossi hoặc là những cùm Bullet của Rambo. Rất hiếm anh em chơi những cái cùm Gatsby giống vậy. Thì bởi vậy mình mới nói là chắc là chiếc này là chiếc đầu tiên. Giờ để mình rửa ráy xong xuôi hết thì mình sẽ mai hoàn thiện hết. Bộ tem cũng khá ok luôn. Mình sẽ quay cho anh em coi. Đổi cái ABS thì trả lại cái này qua, tự nhiên đưa như thế này. Hôm qua. Tại vì em nhắn hai hàng á. Hôm qua tưởng ngon ăn lắm. Ai ngờ khó ăn không tưởng á. Giờ muốn bấm được cái cọng dây ABS sau là phải tháo hết cái dàn đầu ra mới thấy được cái dây chia thắng sau nữa nè. Nó nằm luôn vô trong cái sườn, chu chát luôn. Tháo banh hết dàn đầu, chỉ có lên cùm côn cùm thắng, heo trước heo sau thôi. Xe cổ ba lên gần thành hình nữa các bạn. Chiến thần mùa đông liền. Xe này ốc titan full nhiều lắm các bạn. Tháo này dài. Ây da. Sầm hâm mực này là cậu ăn ý lắm nha. Nổ máy nghe chơi các bạn. Vô mấy bạn, đề mấy bạn. Tưởng con ít mắt này nhanh, ai ngờ nhanh không tưởng luôn. 5 tiếng đồng hồ chưa rồi luôn. Rồi để tí mình hoàn thiện xong hết ba con xe mình quay cho anh em full hết dàn clip nha. Rồi mai là mình sẽ làm cái clip con ít mắt 300 lên cái set công năng đặc dị, đồ chơi căn bản. Còn xe anh Tâm thì vô cái dàn mâm nữa là xong rồi. Xe MV, con CB ngoài kia nữa. Nói chung là sẽ có đủ 4 cái clip. Rồi, cảm ơn mấy anh em nhiều.